Cô Huệ xin chào tất cả các bạn. Buổi tối hôm nay cô Huệ sẽ kể cho... buổi tối hôm nay trước khi kể chuyện cho chúng mình nghe, cô sẽ đọc cho chúng mình chuỗi bài thơ về các con mật nhé. Cô mời tất cả các con cùng lắng nghe. Bài thơ kể cho bé nghe. Hay nói ầm ĩ là con vịt bầu, hay hỏi đâu đâu là con chó vện, hay trăng dây điện là con nhện con, mồm thở ra gió là cái quạt hòm, không thèm cỏ non là con trâu sắt, rồng phun nước bạc là chiếc máy bơm, dùng miệng nấu cơm là cua là cái, chẳng vui cũng nhảy là chú cào cào, đêm ngồi đếm sao là ông cóc tía, díu gian cành khế là cậu chích chè, hay múa sập xòe là cô công chỉ. Bài thơ mời vào. Cắc cắc cắc, ai gọi đó? Tôi là thỏ, nếu là thỏ cho xem tai. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là nai, thật là nai cho xem gạc. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là vạc, đúng là vạc cho xem chân. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi là gió, xin mời vào, kiễng chân cao trèo qua cửa, cùng soạn sửa đón trăng lên, quạt mát thêm hơi biển cả, gieo hoa lá đẩy thuyền buồm đi khắp miền, làm việc tốt. Và tiếp theo sẽ là một câu chuyện cũng về các con vật đấy các con ạ. Câu chuyện có tựa đề Thỏ và Rùa. Các bạn biết không, câu chuyện này kể về bạn thỏ và bạn rùa. Hai bạn đã cùng nhau tổ chức một cuộc thi chạy đấy. Các con thử đoán xem bạn thỏ và bạn rùa ai sẽ chạy nhanh hơn nào. Bây giờ cô Huệ sẽ kể câu chuyện để bật mí cho chúng mình nhé. Câu chuyện Thỏ và Rùa xin phép được bắt đầu. Một hôm, thỏ đang nhởn nhơ dạo chơi thì gặp rùa. Thỏ cười chế giễu: anh rùa ơi, anh chậm chạp như thế thì chả làm lên trò trống gì. Nghe thỏ nói vậy, rùa đùng đỉnh bảo: thế anh có muốn chạy thi với tôi xem ai nhanh hơn không? Thỏ cười lăn lộn: rùa mà đòi chạy thi với thỏ ư? Được lắm. Đám muông thú nghe tin rùa và thỏ đòi chạy thi lấy làm lạ, kéo nhau đến xem. Tiếng bàn tán rì rào nổi lên, ai cũng bảo thỏ chắc chắn sẽ giành phần thắng. Trọng tài cáo vừa ra lệnh xuất phát, thỏ vội vàng lao vút đi. Chú chạy một loáng đã được nửa đường, trong khi đó rùa mới bò được một đoạn ngắn. Thỏ thấy vậy liền ngồi nghỉ, lấy cà rốt ra ăn. Ăn uống chán chê rồi, thỏ ngoảnh lại nhìn, rùa vẫn còn tít ở đằng xa. Thỏ ngao ngán nghĩ: thật là chán cho rùa, thế mà cũng đòi chạy thi. Có lẽ mình ngủ một giấc, một chút nữa thì chạy tiếp vẫn chẳng sao. Con rùa vẫn kiên trì bò trên đường. Chẳng bao lâu, rùa đã vượt qua chỗ bạn thỏ nằm ngủ. Khi thỏ tỉnh giấc, chú sửng sốt, không dám tin vào mắt mình nữa khi thấy rùa đang đứng trên đỉnh đồi. Chỉ vì chủ quan mà thỏ đã thua rùa, vốn rất chậm chạp nhưng kiên trì và bền bỉ. Câu chuyện Thỏ và Rùa đến đây là kết thúc rồi. Thế các con ơi, trong câu chuyện Thỏ và Rùa, hai bạn chạy thi với nhau thì ai đã giành phần thắng thế nhở? Là bạn rùa đã giành phần thắng đấy. Tuy bạn rùa chậm chạp nhưng bạn rùa lại có tính kiên trì, và bạn rất là khiêm tốn. Chính nhờ những đức tính đó mà bạn ấy đã chiến thắng bạn thỏ nhanh nhẹn đấy. Bây giờ thì cũng đã đến giờ đi ngủ rồi. Cô chào các bạn và chúc các bạn ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại các con vào buổi tối hôm sau.